Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vở Oli bài tập toán lớp 2. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 74 ngày giờ. Bài số 1: nấu số thích hợp và có ô tròn theo mẫu. Đây cái này là số 12. Đây là số 1. Nấu vào đây số 1 này. Đó. Đây số 2 này. Đây số 3 này. Đây số 4 nấu vào này. Đây số 5 nấu vào này. Đây số 6 vào đây này. Đây số 7 vào đây này. Số 8 vào đây này. Số 9 này có sẵn đây này. Số 10 vào đây này. Số 11 vào đây này. Nào. Chúng ta qua bài tiếp theo. Bài số 2. Đồng hồ chỉ mấy giờ? Như vậy đồng hồ này là chỉ là trong đồng hồ có hai cái kim. Một cái kim ngắn là cái kim chỉ giờ, và cái kim thứ hai là cái kim dài, là cái kim chỉ phút. À, hiện tại chúng ta đang học là giờ đúng. Giờ đúng thì cái kim chỉ phút nó luôn luôn chỉ con số 12. À, cái này đang chỉ là 5 giờ. Rồi, đây là 5 giờ. 5 giờ là 5 giờ sáng, bạn này còn đang ngủ là 5 giờ. Rồi, 6 giờ sáng thì bạn này dạy tập thể dục. À, 6 giờ sáng này. Rồi tới 7 giờ, 7 giờ sáng thì bạn này là đi làm, đi học. Rồi. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.